Rồi xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì trong phòng điều trị trẻ hóa da cao cấp thôi. Mọi người có thể nhìn thấy là hiện tại trong phòng thì đang không khí đang rất là vui vẻ. Đó, sắp tới thì mùng 3 cũng đã đến rồi, thì được biết là 8 tháng 3 cũng sắp đến rồi, nên là được biết là có rất là nhiều chị em được con gái dẫn đi làm đẹp. Và hôm nay là có một nói chung là bắt gặp một bạn khách hàng đưa mẹ đi làm đẹp đúng không? Chào bạn. Rồi đây là chắc hẳn là cái món quà lớn nhất dành cho mẹ ngày 8 tháng 3 đúng không? Vâng, tại vì là em lướt Facebook ấy thì thấy là bên thẩm mỹ nhà mình mới về cái công nghệ tơ mát ép đấy, 1.0 mới ấy, thì thấy là nó rất là hiệu quả, nên là nghĩ là sắp đến 8 tháng 3 rồi cũng biết là tặng mẹ cái gì, nên là đăng ký ngay cái công nghệ tơ mát ép đấy để đưa mẹ đến để làm. Tại mẹ em thì cũng có nhiều nếp nhăn ấy, xong rồi là cái rãnh miệng đó, nên là muốn làm để cho mẹ cải thiện, để cho mẹ đẹp hơn. Chắc là mẹ vui lắm đúng không? Năm nay bất ngờ quá, đúng nhân dịp 8 tháng 3 con gái tặng mẹ liệu trình này vui. Chưa hết liệu trình đâu mà hiện tại bây giờ là thấy làn da của cô rất là căng mịn, rất là tươi rồi. Vâng. Cái nhăn ở đôi mắt của mẹ em ấy, rồi này hôm trước có rất là nhiều. Bây giờ chưa hết liệu trình đâu mà nhìn mà hẳn đi đúng không? Mới 30 phút thôi mà đã thấy là giới thiệu với mọi người một chút là hình ảnh của cô khách hàng khi mà đến với thẩm mỹ quốc tế Bali nhá. Trước khi đến thì làn da của cô ngoài 50 nên là da của cô gặp rất là nhiều khuyết điểm. Ví dụ như là da bị sạm này, có sự đổ mô chảy xệ, hai bên khóe miệng của cô thì cũng đã bị chảy nhiều. Cơ mặt thì không được săn chắc nữa. Đó, nếp nhăn ở đôi mắt và ở trán cũng khá là nhiều. Rồi hiện tại bây giờ thì gần chưa hết liệu trình đâu, nhưng mà nhìn sát vào là thấy là bây giờ da bóng hẳn luôn đây này cô này. Đáng lý ra thì tặng mẹ thì sớm ấy, phải cho mẹ trẻ hơn, xinh hơn. Trước vô tâm lắm nhưng giờ cũng đi làm chẳng cũng tâm lý trưởng thành hẳn. Mẹ vô. Mong lần sau lại tặng mẹ gói khác. Cho mẹ làm giảm béo đúng không? Thôi cho mẹ làm xong cái này xong rồi đẹp, xong rồi đến tháng sau con lại đăng ký cho mẹ làm giảm béo. Làm này cứ làm này đẹp xong đi đã đúng không? Đây là công nghệ thơm mát FLX mới nhất. Rất là may nhé, tại vì là đây là cái công nghệ thơm mát FLX là mới cập bến tại thẩm mỹ quốc tế Bali thôi. Và cô là một trong những cái khách hàng đầu tiên trải nghiệm thì đấy, có thể là thấy được cái sự hiệu quả của nó. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút là cái ưu điểm vượt trội, tính năng vượt trội cái công nghệ thơm mát FLX với đối với khách hàng và cái ưu điểm của nó được không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy là cái công nghệ FLX mới là cái tiếp điều trị của nó cũng sẽ khác hơn cái tiếp điều trị cũ. Là tiếp điều trị cũ của nó màu vàng và cái này màu tím. Và cái tổng diện tích của cái tiếp mới nó cũng sẽ lớn hơn nên hiệu quả nó vượt trội hơn. Nó được biết là 4.0 đúng không ạ? Đúng rồi, cái cũ của mình là 3.0. Thêm một cái ưu điểm vượt trội nữa của nó là khi mà mình điều trị thì nó tiếp tự động dò tìm cái mức năng lượng cụ thể trên vùng da nên là khách hàng có thể thoải mái hơn trong lúc mình điều trị rất là nhiều. Cái mức năng lượng mà khi mà mình điều trị thì nó tăng gấp đôi so với cái tiếp cũ ạ. Và một cái nữa là mọi người có thể nhìn thấy là vì cái hiệu quả mình mang lại so với khi mình điều trị thì nó cũng rõ rệt hơn và nó tốt hơn. Chị ơi, khi về làm xong như này thì mẹ em có phải kiêng khem hay là chăm sóc da chế độ đặc biệt gì khác không chị? Đối với khi mà mình điều trị thơm mát thì cái chế độ chăm sóc về nhà của mình rất đơn giản thôi. Trong vòng 3 đến 4 ngày đầu mình sử dụng hoàn toàn máng nước ấm và mình bôi kem dưỡng và kem chống nắng đầy đủ là được ạ. Nó không quá khó khăn vì trong cái lúc mình điều trị cả, mình có thể trang điểm ngay sau khi mình làm được. Đấy nhá, mẹ yên tâm nhá. 8 tháng 3 là yên tâm là vẫn trang điểm đẹp để đi chụp ảnh với các cô rồi. Đấy, được chụp ảnh nữa. Trung bình là nếu mà mình chăm sóc da tốt, cái độ đàn hồi của da nó cao thì mình sẽ giữ được từ 5 đến 7 năm tùy theo da của mình. Có một số người còn một số khách hàng còn được lâu hơn nữa. Công nghệ vừa chọn với thơm mát cũ thì giữ sẽ giữ nó khoảng tầm từ 2 đến 3 đến 5 năm đúng không ạ? Và với công nghệ này sẽ giữ nó khoảng tầm từ 5 đến 10 năm thôi. Thế là trọn vẹn tuổi thanh xuân với may quá. Vâng, đó, đây là công nghệ FLX, công nghệ mới nhất, trẻ hóa da mới nhất của Bali nhá. Và sẽ chúc cô cũng như là yên tâm nhớ kiểu gì cũng đẹp mùng 8 tháng 3 thì là được cái món quà ý nghĩa nhất rồi nhá cô nhá. Đấy, mọi người có muốn được là trải nghiệm cái công nghệ trẻ hóa da mát FLX hoặc là những bạn nào mà chưa tìm ra được cái món quà tặng cho mẹ nhân ngày 1 tháng 3 thì có thể là tham khảo đến với những cái dịch vụ của Bali nhé.